Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng phương tiện, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân giảm thiểu thấp nhất thiệt hại. Đã mấy ngày trôi qua, bà Cao Thị Ly, thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, chưa hết bàng hoàng bởi cơn mưa lớn, nước dâng nhanh đến nỗi gia đình bà không kịp trở tay. Đưa được cái mỏng lên gót rồi thầu lên đó đồng nào hôm nay thì chả qua cái mì tôm không có đưa mì tôm khô gì vậy đúng vậy chị đúng á bên nhà nước không có uống luôn mà không nước trời uống nữa cái kiểu nữa đó chưa từng thấy cái nước lụt như năm nay á. Cơn mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngập chìm trong nước. Xã Bình An là một trong những xã trọng điểm ngập lụt, giao thông bị chia cắt, toàn xã bị cô lập. Mọi công tác cứu trợ đã được tích cực triển khai. Tình trạng của địa phương hiện qua cái đợt lụt thì ngập lụt toàn bộ tại cái địa bàn của xã. Còn những số này thì tập trung là đưa hòn cứu trợ đến những cái vùng mà bị ngập là ống cô lập chưa một số hộ dân còn ở lại đó thì phối hợp với huyện để đưa mì tôm với nước uống đến cho các hộ mà còn ở vùng ngập lụt. Cùng với nỗ lực của các địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Lữ đoàn Công binh 270 điều động hơn 400 cán bộ chiến sĩ dân quân cùng 14 xe đặc chủng, 15 xuồng cano máy đẩy phối hợp với các đơn vị công an biên phòng đến các vùng trọng điểm ứng cứu người dân bị lũ cô lập, tổ chức cứu hộ cứu nạn, di dời người và tài sản cho gần 1.400 hộ dân, trong đó có nhiều người già và trẻ em. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã trích hơn 350 kg lương khô và 30 thùng nước uống đóng chai cứu trợ cho nhân dân. Chúng tôi đã có cái phương án phối hợp với các lực lượng. Khi có mưa lớn nữa thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cái lực lượng để phối hợp. Mặc dù trong một cái địa hình có đi lại rất khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm để làm sao để bám trụ để tiếp tục chỉ đạo các lực lượng để làm tốt các cái cứu hộ cứu nạn. Với sự nỗ lực vào cuộc, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu 5 đã chia sẻ cùng bà con vùng lũ, giúp chính quyền địa phương và nhân dân giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.